chiều nay là thành quả đây. Tốt dùng ngon nướng là tất cả cái đây. Tốt dùng ngon hả? Tiền thon có tiền bếp không á? Thon là mình đem mới chứ. Mình đem. À thon mình đem. Thon là mình đem, tiền bếp không á? Tốt dùng ngon. Tiền bếp. Chồng nướng cái gì? Mình tự nướng. Mình tự nướng. Đấy là mình tự nướng cái công của mình đâu á? Mình hỏi cái công mình nướng đâu ấy? Quá tiện. Ủa. Chất lượng phục vụ quá tiện. Con già qua đây chứ. Đây, đây là cái nhà tôm giót. Tôm giót. Góc view này đẹp nhưng mà hơi mất. Đó. Đó. Bỏ giá vô trả ơi lao lao. Đây có em bóng cái này. Thank you.
đây đây đây. Thích me mua. Anh đi. Đây bước lên này con. Kia kia là chú khỉ này. Đó. Để đâu đây? Nước nước này bơi đi, để tôi kia. Đây 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 đây. Anh để cho mình chọn cái chỗ đấy ra, khách sạn chỗ nào mua thì sản xuất rồi. Anh xin qua đây đi. Để bơi đây, vô rồi ăn nhậu đi 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 này này nướng rồi luôn này là 318.000 gà hơn sườn thì đây là gà đông bao đúng rồi gà đây gà Thái Vương gà đông bao còn mà mình đem gà tới đó là một con á là một ký á là để bên nhà hàng làm luôn á là một ký á là chế biến luôn á nướng rồi luôn á là một ký là 100.000 nếu mà đem lồng gà là họ lồng luôn hả? Gà sống là họ là gà lồng đầu. Gà lồng đầu sùng sùng như nhau. Gà lồng đầu gà sống như nhau, bác gà sống này cũng như nhau mà. Giờ đây là thành quả đây. Tốt chùm ngon nướng là tất cả cái này. Ngon không hả? Tiền không có tiền bếp không á. Không là mình đem á cháu. À đâu mình đem. Không, không là mình đem, tiền bếp đâu á. Công nướng cái gì mình tự nướng. Mình tự nướng. Đấy là mình tự nướng cái công của mình đâu á. Không có cái công mình nướng đâu ấy. Chất lượng phục vụ quá tiện. Con già con này. Đây, đây là cái nhà Tôm giót. Tôm giót. À, có view đẹp nhưng mà hơi mất. Đó. Đó. Bỏ giá vô trả ơi lao. Đây coi bóng cái này. Đây, đi bữa nay là